Kính áp trầm Uchiha Sasuke. Rồi kéo xuống. Xong. Nhưng mà mình khuyên là móng tay dài thì các bạn nên cắt để đeo cho nó, cho nó an toàn, gỡ ra nó cho nó cũng an toàn nha. Rồi xong. Nó là cái chỗ móng tay nó có đầy đủ mẫu luôn nha mọi người. Trời quá trời luôn á. Nó có cái hình ngôi sao á, nhìn rất là đẹp. Cái len này cái mặt sau á nó nhạt hơn cái mặt trước cho nên là bạn có thể phân biệt dễ dàng được. Mình sẽ banh mắt to ra. Linh có một ngôi sao trong mắt nè, trời ơi. Khi nhìn gần thì mình thấy cái ngôi sao nó rõ hơn.